Hello, chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách chuyển đổi đồng tiền Euro sang USD nha, trong ví PayPal nha. Rồi, để đăng nhập vào Google, vô phần PayPal. Đăng nhập vào tài khoản. Đây. Bấm vào đây. Chọn đến quản lý tiền tệ. Tới đi đến số dư bề bao. Đây, kích vào phần này. Đây. Vào một ba chấm nè. Bấm vào phần chuyển đổi. Đang có euro thì mình chuyển gì quy ra đô la Mỹ. Tiếp theo, tiếp đây, 0,85. Bấm 8,5. Tiếp tục, tiếp đó. Quy đổi ngay, hoàn tất, đơn giản như vậy thôi nha mọi người. Nếu thấy hay cho một like nha. Hoàn tất rồi đó, nó về USD thế giờ. Nếu thấy hay cho một like nha, một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn nha.